Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh biên giới, Lào Cai có nhiều tài nguyên thiên nhiên khoáng sản và là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN. Để phát huy nội lực cũng như vai trò cầu nối quan trọng trong phát triển kinh tế thương mại, Hội Doanh nhân trẻ Lào Cai đã đẩy mạnh liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế hiệu quả. Điểm lại chặng đường phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai, Hội Doanh nhân trẻ Lào Cai cùng nhiều doanh nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã nỗ lực triển khai thành công các chương trình giao thương, kết nối xúc tiến thương mại và đầu tư. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, qua 4 nhiệm kỳ đại hội, từ 20 doanh nghiệp đến nay, hội đã thu hút 150 hội viên tự nguyện tham gia. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết hiện tổng số vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của các thành viên trong hội ước đạt khoảng 17.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu thời gian gần đây luôn đạt khoảng 10.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước hơn 800 tỷ đồng một năm. Cùng với đó, các doanh nghiệp hội viên đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 10.000 lao động với thu nhập bình quân từ 4 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng, đóng góp trên 15 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội, qua đó góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong các cái hoạt động của hội thì cái hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh cũng đã thường xuyên và hàng năm là luôn luôn là tổ chức các cái hội nghị xúc tiến. Ngoài cái việc kinh doanh ra còn có những cái việc là chia sẻ, đi tham quan, học hỏi, kinh nghiệm lẫn nhau và đi đến các cơ sở, các cái nơi mà sản xuất trực tiếp đến để học hỏi những mô hình, các cái hoạt động kinh doanh của nhau. Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được hội quan tâm coi trọng. Hội đã tổ chức và giới thiệu các hội viên tham gia các hội chợ triển lãm, diễn đàn, khảo sát thị trường nhằm giúp tìm kiếm đối tác, hợp tác, mở rộng kinh doanh. Hàng năm, thường xuyên tổ chức tọa đàm kinh tế với các doanh nghiệp của huyện Hà Khẩu, v.v. Hội đã cử các doanh nghiệp thành viên tham gia các hoạt động tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu thị trường tại các nước Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các hoạt động ký kết, hợp đồng kinh tế tại hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và tham gia các chương trình giao thương, đẩy mạnh liên kết, phát triển sản xuất đã góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện có 4 đơn vị là thành viên của hội đã được nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt, 3 đơn vị đạt giải thưởng chất lượng quốc gia. Những doanh nghiệp tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoa Lợi v.v. đã tiếp sức cho các doanh nghiệp khẳng định năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu trong nước và quốc tế. Hội doanh nhân trẻ Lào Cai cũng là một cái cầu nối của cái doanh nghiệp của các hội doanh nhân của các tỉnh lại, 63 tỉnh thành. Các cái hội doanh nhân trẻ của 63 tỉnh thành là có những doanh nghiệp có những cái sản phẩm để gửi hàng hóa là bên doanh nghiệp, đó là một trong những cầu nối để đưa hàng sang thị trường Trung Quốc. Công ty xuất nhập khẩu Hảo là một trong những doanh nghiệp mà luôn đưa những mặt hàng Việt Nam để phát triển tại thị trường Trung Quốc. Điển hình như mặt hàng cà phê Trung Nguyên, bánh đậu xanh quê hương, Vinamit, một số mặt hàng nông sản của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Sự quan tâm của các cấp các ngành và đặc biệt là cái sự chỉ đạo của tỉnh. Trước kia thì chúng tôi làm về lĩnh vực xây dựng và sau này thì chúng tôi tập trung vào cái lĩnh vực thương mại. Nhưng đối với công ty thì chủ yếu là xuất khẩu các cái mặt hàng, một là đường, hai là gạo, ba là cao su, tức là các cái mặt hàng nông sản. Và chúng tôi nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng phân bón và các cái hóa chất để phục vụ sản xuất. Phương hướng nhiệm vụ của hội trong năm 2015 và thời gian tới là sẽ tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động, phát triển hội viên, động viên các doanh nghiệp, hội viên tham gia tổ chức các hoạt động sự kiện hội thảo, triển lãm, hội chợ, xây dựng bảo vệ thương hiệu, giới thiệu công trình, sản phẩm mới, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng truyền thống có tính bản sắc của địa phương, tư vấn và tổ chức các doanh nghiệp thành viên đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham quan, trao đổi kinh nghiệm thông qua các chương trình giao thương tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Phấn đấu hàng năm có nhiều doanh nghiệp hội viên đăng ký tham gia và đoạt giải thưởng quốc gia. Trong thời gian tới thì sẽ có nhiều cuộc giao lưu xúc tiến thương mại giữa các doanh nhân, giữa sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, không phải chỉ tỉnh Lào Cai nữa mà của các tỉnh thành trong cả nước đến với cửa khẩu Lào Cai thông qua các trung tâm thương mại. Thì chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ có những cái tiếng nói chung là cầu nối giúp cho các doanh nhân của cả nước đến với Lào Cai. Đối với cái hoạt động mục tiêu trong thời gian tới thì tiếp tục xây dựng các cái trang thương mại điện tử trên cửa khẩu và có 3 thứ tiếng Anh Việt Trung để các doanh nghiệp có điều kiện tra cứu. Rồi trên các trang web, các tạp chí ấn phẩm, các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là thông qua các cái hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, từ việc kiện toàn tổ chức cho đến việc xây dựng bồi dưỡng nguồn nhân lực và mở rộng các cái hội nghị xúc tiến
tại tất cả các tỉnh thành. Ghi nhận biểu dương và đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp doanh nhân Lào Cai, năm 2014, Hội Doanh nhân trẻ Lào Cai đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Đây là nguồn động viên khích lệ giúp doanh nghiệp doanh nhân Lào Cai nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung tiếp tục đổi mới tư duy, kịp thời chuyển đổi và cơ cấu lại hình thức sản xuất kinh doanh, nhạy bén trong tiếp cận và mở rộng thị trường trong thời kỳ hội nhập.